Thành phố Hồ Chí Minh đang dần trở lại bình thường mới. Việc tổ chức giao thông đi lại trong thành phố và lưu thông giữa thành phố với các địa phương đang được lên các phương án vừa để đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân và việc phục hồi kinh tế. Lộ trình thực hiện sẽ áp dụng ở thời điểm sau ngày 1 tháng 10, chia thành nhiều khu vực và mở cửa theo từng bước. Hàng trăm chiếc xe buýt được đầu tư mới này đã sẵn sàng hoạt động trở lại trong sự vui mừng của cả doanh nghiệp và tài xế. Vui nhưng nỗi lo vẫn chất chồng. Việc ngừng hoạt động nhiều tháng không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người lao động và doanh nghiệp mà còn kéo theo gánh nặng chi phí bảo dưỡng, bến bãi lại vay ngân hàng. Hoạt động trở lại là cơ hội để có thể giảm bớt những âu lo. Vận tải hành khách công cộng với xe buýt, taxi, ô tô công nghệ, xe hợp đồng, xe du lịch được đề xuất cho hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 10 với số lượng, tần suất hoạt động phù hợp với thực tế. Việc tổ chức giao thông được chia theo 3 khu vực gồm phong tỏa, nguy cơ và bình thường mới. Riêng ở khu vực bình thường mới xe buýt chỉ được hoạt động trên từng tuyến cụ thể. Theo dự thảo tiêu chí đảm bảo an toàn thì phương tiện chỉ được hoạt động khi người điều khiển phương tiện, người phục vụ đi cùng đã được tiêm vaccine đủ 2 mũi. Có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực, vận chuyển không quá 50% sức chứa và thanh toán không dùng tiền mặt. Thành phố cũng xây dựng phương án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe chở hàng hóa và vận chuyển hành khách giữa thành phố và các tỉnh thành. Thành phố Hồ Chí Minh chọn giao thông là lĩnh vực ưu tiên mở cửa để khôi phục kinh tế, các phương án tổ chức cần phải đảm bảo cho mạch máu của nền kinh tế được hoạt động an toàn thông suốt không gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và người dân có nhu cầu đi lại chính đáng